Chào đón các bác đến với clip giới thiệu chiếc laptop Dell E7240. Dòng này có màn hình là 12,5 inch. Rất là gọn, nhẹ, siêu mỏng luôn. Dòng này thì đáp ứng cho các doanh nhân hoặc các cháu đi học thì quá tuyệt vời. Cái thứ nhất là cái thiết cái vỏ mặt trên này của em nó được làm bằng carbon. Carbon này. Rất mỏng và nhẹ, nó chỉ một cân, nó nặng có 1 cân 1 thôi. Cái độ mỏng của bác nhìn cái độ mỏng của nó quá mỏng. Kích thước chiều sâu của máy có 20, chiều ngang 30 thôi. Cực kỳ mỏng, màn 12,5. Phù hợp cho tất cả các cháu đi học này. Ngoài ra thì cấu hình có thể đáp ứng cho các bác làm việc văn phòng cũng như là trình chiếu hoặc là dẫn, bởi vì con này nó thiết kế nó đầy đủ các cái tính năng, nhất là cổng HDMI, cổng, nói chung là nhiều cổng lắm, em sẽ giới thiệu dần cho các bác. Về tốc độ mạng cũng rất là nhanh, khá là nhanh luôn. Bác nào gọi thông cảm cho em chút nhé, em đang giới thiệu ngay đây. Thì trước hết em giới thiệu luôn này, con này có cấu hình là chip Core i5, RAM 4GB và chạy ổ SD ạ. Các bác chú ý hộ em là cái ổ SD nó không như cái ổ cơ đâu nhé, ổ SD khác, ổ cơ khác. Cái ổ SD bây giờ là cái ổ tốc độ cao mà nó có thể chống sốc cho các bác. Có nghĩa là gì? Nó chống sốc là có nghĩa là các bác nhiều cái máy tính các bác quên tắt máy mà các bác vẫn gặp chạy trên đường, khi đó là máy vẫn chạy win, nó vẫn chạy ngầm. Nếu mà ổ cơ thì nó vẫn phải quay 7200 vòng một phút, nhưng mà ổ SD nó như cái thẻ nhớ, nó không bị lệch cơ, nên nó tránh, nó sẽ đỡ được cái trường hợp là bị làm cho cái ổ cứng nó bị lệch cơ, nó sẽ bị chậm cái tốc độ của win. Dòng này là ổ SD mới nhất này. Về chất lượng âm thanh này, chất lượng âm thanh thì phải nói qua một câu là đấy, có nhìn này, và rất là nhanh luôn. 50% hàng chính hãng, Lazada sale chính hãng từ 9 đến 11 tháng 9. Và quá nhanh luôn, được chưa? Chất lượng âm thanh thì không thể chê được rồi. Đấy là về với lại YouTube cấu hình đấy ạ. Em mở luôn cấu hình cho các bác xem. Cấu hình đây là bằng cấu hình thật. Hiện tại ở trên trang thì cũng có khá là nhiều kênh con này đang chạy bán Win 10 nhé. Bán Win mấy giờ? Cấu hình đây chip Core i5 luôn ạ. 4300U. Chip 4 số. Các bác chú ý hộ em nhé. Các bác để ý nhiều bác là vẫn cứ thấy Core i5 là các bác thích thôi. Nhưng các bác để ý là Core i5 nhưng mà 430U là chip đời thấp. Còn nhớ là 4300U nó là một chip 4 số. Còn kia 430 là có 3 số thôi, nên là nó sẽ khác nhau hẳn đấy. Nó khác nhau rất là nhiều. Con Core i5 mà 430U chip 3 số nó không thể nhanh bằng con chip Core i3 4 số đâu. Đấy, phải phân biệt được cái đấy. Nếu bác nào không biết thì nhờ các anh em nào xem clip của em, xem giới thiệu, xem cấu hình cho nó dễ. RAM 4GB. Hiện tại trên thị trường thì cũng có rất nhiều nơi bán hàng dòng máy này, nhiều lắm, cũng không thiếu. Nhưng mà họ bán, họ chỉ trên những trang, họ chỉ chụp những cái ảnh, có nghĩa là gọi là lấy ảnh mạng này, tổng hợp, chứ họ không quay trực tiếp như em. Và trên hàng này em bao tất cả những máy nào em đã quay giới thiệu, nó phải đẹp, phải mới, chứ không có chuyện là cứ gửi những cái ảnh ảo không thích. Đây là bằng thực luôn ạ. Con này ổ cứng là 120GB. Ổ SD luôn, ổ SD. Cái ổ SD này rất là tốt cho các bác ấy, cực kỳ tốt. Nó là ổ hầu như là các máy tính bây giờ dùng nhiều nhất để nó chống sốc. Máy tính văn phòng càng phải dùng, bởi vì các bác di chuyển cái máy này liên tục. Nhiều lúc là cứ vô tình, ví dụ nhá, vô tình tắt luôn này, xong gập cái máy xuống, thế là vội đi họp về, thế là ổ cứng nó chạy ngầm. Ổ cứng chạy ngầm mà ổ cơ là nó sẽ bị sai cơ ngay, nó chạy chậm luôn, nó chết. Đấy, con này mức giá 6,6 triệu. Chip Core i5 6,6 triệu. À, muốn ghi. Đây là xong về phần này nhé, em sẽ gặp và em giới thiệu này. Tất cả bàn phím còn rất là đẹp luôn, đẹp keng cho các bác luôn. Đẹp luôn này. Đấy, về đây. Còn về mặt ngoài, được thiết kế màu bạc, cực kỳ là sang. Nam dùng cũng được mà nữ dùng cũng được. Độ mỏng, quá mỏng. Con này thiết kế theo tiêu chuẩn của quân sự, nên là độ chống sốc khá là tốt. Chống sốc rất là tốt luôn. Ở đầu bên này thì có một cổng USB này, một cổng tai nghe, được chưa? Một cổng cắm thẻ nhớ này, SD. Về phía sau, các nhìn. Về phía sau thì nó thiết kế gồm có hai cổng USB luôn, mỏng dính thì các nhìn, hai cổng USB.
một cổng HDMI để các bác cắm trình chiếu lên các máy chiếu để giảng dạy đấy, trình chiếu giảng dạy đây, một cổng mạng LAN, mạng LAN này để chia sẻ, một là nối mạng, hai là chia sẻ các thông tin nội bộ. Ngoài ra thì bên sườn bên này nó có một cái công tắc để tắt bật wifi, các bác chú ý nhé, hôm nào vô tình mà để các cháu nó nghịch nó gạt mất cái này là không bắt được wifi đâu đấy. Con Dell E7240 này có mức giá là 6 triệu 6, các bác thích mua 6 triệu 2 cũng có, 6 triệu 3 cũng có, mà 5 triệu 8 có, nó nhiều tùy bác ơi, nó là hàng bãi nhé, nên là nó phải đẹp nó mới có giá, còn hàng bình thì nó chắc chắn là nó sẽ không được đẹp, cái gì thế thôi, nó có cái giá rồi. Các bác phân biệt chú ý nữa là đây, tất cả hàng này đều xuất cho thị trường châu Âu, hàng ở Việt Nam mình bán không bao giờ có cổng cáp này đâu, các bác cứ đi ra tất cả các điểm bán hàng laptop mới của Việt Nam không bao giờ có con máy nào có cái này. Đấy. Cảm ơn các bác theo dõi. Con này là Dell E7240 giá 6 triệu 6, Core i5 ra 4GB.